xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình lạc trôi sang máy chủ thử nghiệm Lincoln Việt Nam để có thể luyện tay đối với vị tướng mới, đó là Isa. Tại vì vị tướng này sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Lincoln bản chính thức. Vậy nên mình muốn thông báo cho tất cả các bạn cái thông tin này, kèm theo là rèn luyện kỹ năng khi mà Isa ra mắt chính thức thì mình có thể mang vào đấu danh nhá. Chơi vị tướng này cũng khá là đơn giản thôi. Cách điều khiển quân tí nị thì các bạn chỉ cần sử dụng đòn đánh thường và kỹ năng thứ nhất. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem qua sự khó chịu của tí nị và sức mạnh của vị tướng Isa ra sao. Lúc nào solo đối với Phương thì lúc nào mình cũng hơn hẳn một người rồi, 2-1 mà. Đó, điều khiển tí nị nó lao thẳng tới nó cắn kìa. Frontino lần này thì chạy làm sao được, một mạng chiến công đầu. Đây là trang phục mặc định thôi. Mình chưa mod được cái trang phục chính của vị tướng này. Nếu mà có trang phục chính thật sự nhìn cái con tí nị nó còn là dễ thương hơn rất nhiều. Trước đây thì mình cứ nghĩ là Isa ra mắt sớm, nhưng mà không thể tin nổi là nó đã lùi lại. Với lần này chắc chắn sẽ ra mắt nha mọi người. Điều khiển vào, đó, lao thẳng vào tấn công. Sau đó chúng ta kích hoạt chiêu 2 để cho Isa chạy ra khỏi tầm bắn của trụ nha. Làm sao cố gắng đừng để cho con tí nị chết. Con tí nị mà chết thì rất là khó chơi các bạn ạ. Ném tiếp vào, tí nị lao thẳng vào, cấu gì ạ? Và lần này khép góc mình ném tiếp chưa một chuẩn là có một mạng ngay. Đó, cứ để cho tí nị băng trụ. Chúng ta không mất máu, tí nị mất máu, nhưng mà tí nị sẽ hồi phục máu, tự động hồi phục máu được. Cấu gì ạ? Cực kỳ khó chịu luôn. Thôi thôi tí nị ơi, ra bên ngoài, kích hoạt chiêu 2 để quay trở lại nhá. Cố gắng đừng để cho tí nị chết, chứ không là các bạn sẽ mất khoảng một thời gian để tí nị hồi đấy. Tiếp tục tí nị vào đi. Đó, tự nhiên lại có bét. Nghe lời chúng ta đúng không? Nào, thôi tí nị ơi, về về. Suýt nữa là cái con tí nị của mình chết rồi. Ok, một bạn hỗ trợ nữa. Tại vì sao mình khẳng định là thôi 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 chết rồi. Đé thôi, bây giờ gặp ngay cái thanh niên Murat này là toang ngay. Hiện tại thì đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cái chuỗi series đó là test tướng cùng tuyển thủ đấy các bạn ạ. Làm nốt mạng của thanh niên này đã. Chạy làm sao được đây? Hết mana, hết máu thì cũng lên bảng. Xuân Bách đã test tí nị rồi nha. Sẽ có một cái video clip sớm cho anh em trong cái chuỗi series test tướng cùng tuyển thủ với cái trang YouTube Garalico Bay. Vậy nên là mới khẳng định tí nị khẳng định là Isa sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt. Mình cá chắc vị tướng này ra thì kiểu gì cũng rất là nhiều anh em mua. Tại vì sao? Đầu tiên điểm cộng ấy là các bạn có thể nhìn thấy cái độ cute rồi. Một cô nàng xinh xắn nhỏ nhắn cũng giống như Alice, mà đặc biệt nó còn sở hữu hẳn một chú bét riêng. Chú bét này có đặc điểm đó là nó sẽ điền tên của các bạn và kèm theo nó sẽ có chữ tí nị đằng sau. Ví dụ như là nick này của mình là cao thủ thì cái con tí nị nó sẽ là cao thủ tí nị. Đó, đấy là điểm khá là dễ thương. Thôi nào, tí nị ơi về. Đợi một khoảng thời gian các bạn nhìn cây con tí nị nó tự hồi phục máu nha. Đấy chưa, hồi 200 máu. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống đây và làm nốt mạng của Frontino. Tí nị đâu, xông vào. Đánh nó. Đấy, chạy sao được. Và một điểm trừ đối với tướng này đó là chiêu cuối. Mình test khá là nhiều rồi, mình cũng hơi buồn với chiêu cuối của Isa. Các bạn ném chiêu cuối, nếu mà đối phương có kỹ năng nhảy, đối phương có tốc biến thì đối phương sẽ chạy khỏi chiêu cuối của bạn nha. Nó không giống như kiểu là chiêu cuối của Omen đâu. Chiêu cuối Omen thì sẽ không nhảy được, không tốc biến được qua. Nhưng mà chiêu cuối của tí nị, chiêu cuối của Isa thì vẫn có thể nhảy được. Ví dụ Nakroth bị xích vào trong vòng tròn chiêu cuối, nó vẫn có thể lướt được đi. Đấy là một cái điểm trừ. Thôi, làm gì căng gì. Đang có Cavani tới rồi. Suýt nữa thì mình chết. Nếu mà các bạn có xem một cái video clip đầu tiên mình test vị tướng này thì cái kỹ năng thứ hai của vị tướng này ấy, sau khi kích hoạt tí nị lao về bản thân và nó sẽ tạo ra rất nhiều cây nấm con bên dưới chân. Nhưng mà sau rất là nhiều thời gian, bây giờ nó loại bỏ cái cơ chế đấy rồi. Hơi buồn một xíu các bạn ạ. Cứ đóng full phép nha. Tí nị lao vào đây. Đó, tí nị giết nó. Điều khiển tí nị. Bây giờ là ra chơi luôn Alice này. Tí nị đâu, chơi Alice. Tí nị đâu rồi. Con bét đâu rồi. Trời ơi, lâu thế. Đây đây đây, lao thẳng vào. Đúng rồi. Tiếp tục kích hoạt chiêu 2, hất tung Alice lên.
Và sau đó là hành hạ Alice cái nào. Alice ơi, Alice à, đó. Ôi, nó có xíu máu. Tiếp tục ném chiêu thứ nhất. Kỹ năng dài vào đấy không? Có thể băng trụ rất là nhanh. Đánh thường vào mục tiêu thì tín nhị sẽ lao chậm. À, nó sẽ đi chậm thôi, đi chậm để đánh. Còn nếu các bạn ném chiêu 1 thì nó sẽ lao bổ tới. Tạm thời là mình hỗ trợ với ăn mạng người ta gọi là tuyệt đối rồi. Team ăn 8 hỗ trợ 4 ăn 4. Tiếp tục tín nhị lao vào. Xử lý Florentino nha, kích hoạt chiêu cuối ra. Giam luôn. Tiếp tục Florentino này. Và có thêm một mạng nữa, trời ơi xanh quá. Điều khiển tín nhị, tấn công nó. Tấn công nó, nhảy vào. Thôi, về. Cố gắng đừng để tín nhị chết. Thông tin ngày ra mắt chính thức thì mình sẽ thông báo. Nếu mà mình biết sớm thì mình sẽ thông báo sớm cho mọi người nha. Nhưng mà chắc chắn đây là vị tướng tiếp theo ra mắt rồi. Ôi té rồi. Nhưng mà thật sự là mình rất là lười biến về. Tại vì có con tín nhị thì chúng ta thiên hướng cấu rỉa mà. Đây là chất tướng thiên hướng cấu rỉa nha. Cứ ném kỹ năng từ xa cho tín nhị lao tới. Tín nhị gần hết máu, kích hoạt chiêu 2 về. Đó, điều khiển tín nhị đây. Tín nhị đâu, lao thẳng vào. Chơi chết Murad đi. Quá chết nó đâu, Murad rồi. Ui ôi. Cái quả nấm của con Isa này nó nổ cái Murad chết luôn. Con thanh niên kia yếu máu chưa chịu về kìa. Mình có bùa xanh thế nên là mình cứ ném kỹ năng liên tục thôi. Cái con tín nhị nó mà chết thì nó sẽ mất một khoảng thời gian dài nha. Hình như là hơn 10 giây thì phải, 10 giây để nó hồi các bạn ạ. Vào, đó, cứ vào đánh đi. Thôi chết, mày quá, suýt nữa thì chết tín nhị. Đó, nếu mà các bạn nào ở ngoài đời các bạn thích nuôi pet, nuôi chăn pet, ví dụ như là thích chó hay thích mèo, vào game chúng ta cũng có thể nuôi được con pet này. Pet này chết nhưng vẫn hồi sinh lại được nha, chứ không phải là chết vĩnh viễn đâu. Ví dụ các bạn ăn rồng, ăn tà thần, các bạn có thể điều khiển cho tín nhị vào đỡ đam. Các bạn sẽ không bị mất máu nha. Tín nhị băng trụ đi nào. Bây giờ chỉ cần đợi cho thanh niên kia, mình sẽ sử dụng kỹ năng thứ nhất chuẩn xác để cho tín nhị lao thẳng vào. Tín nhị đâu, chơi luôn. Đó, ra được rồi, vã nó. Trời ơi, tín nhị băng trụ trâu dã man các bạn ạ. Có mạng, ôi trời ơi, không có mạng, tiếc quá. Đi rắc vừa xong bật tốc hành chạy chứ không quả đấy mình có mạng rồi. Nào, tiếp tục điều khiển tín nhị nha. Tín nhị đâu, kiếm mạng cho chị Isa cánh đi nào. Vào. Nó có mạng liền. Khi mà chủ nhân của nó bị chết thì lập tức cái con tín nhị này nó sẽ nổi điên. Và sau đó là sẽ tìm mục tiêu để nó tấn công nha. Tìm cái mục tiêu giết chủ nhân nó để nó tấn công đấy. Rất đau, nửa cây. Lúc mà nó nổi điên lên là nó sẽ được tăng tốc độ chạy, tăng tốc độ đánh và tăng thêm cả sát thương rất là ghê. Nào, băng trụ này tín nhị, băng trụ. Đó. Trời ơi, thôi về. Tôi xong tôi rồi, gặp ngay Flo đây thế này. Tránh xa ra, mình còn tốc biến mà. Ôi. Bye bye. Thôi tín nhị là này, may quá tín nhị xít nữa thì chết, cứ để tín nhị nó tấn công nha. Bảo vệ chủ nhân nó nào. Thôi xong. Mất tín nhị rồi. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy, ui, một cái con tín nhị bé tí thì ti luôn. Nó chạy từ cái chỗ mà nó bị chết xong nó chạy nhảy lên đầu của vị tướng Isa. Bây giờ chúng ta chờ đợi cho nó hồi lại thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Triệu tập tín nhị. Đó, triệu tập tín nhị luôn. Bình tĩnh nào. Bây giờ chỉ cần ra mà kích hoạt chiêu cuối chuẩn để có thể nhốt đối phương vào. Sau khi các bạn kích hoạt chuẩn như vậy là tín nhị sẽ nhảy vào trong vòng tròn. Và tín nhị, ôi giời, xịt mất rồi. Không sao, làm mạng của đi rắc. Ui giời, lao thẳng vào kìa. Nó đuổi, nó không cho chạy luôn. Tiếp tục Murad. Nào Alice ơi. Còn đường lui đâu Alice ơi. Đi đâu. Khổ lắm, hết mana rồi, đi đâu. Ôi giời, xịt mất rồi. Lách hơi ghê. Ôi thôi, tín nhị ơi. Không băng trụ nữa. Ok, ép sớm nha mọi người nha, mình không muốn kéo dài trận đấu này đâu. Đánh phiên bản thử nghiệm, thi thoảng anh em AFK khéo đang thắng này, 4 người AFK thua xứ mất. Đó, vào đi tín nhị.
tín thì có mạng luôn phải không? Nó băng trụ phải gọi là rất là ghê. Cứ băng trụ thôi, tín thì làm nốt công việc. Trời ơi, double kill. Ok, video clip của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn nào đang xem video clip thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký, hoặc là các bạn có thể để lại cho mình một dấu chấm, một dấu phẩy dưới phần bình luận để điểm danh. Tại vì là các bạn xem clip thì các bạn không tương tác mấy thì mình rất là buồn các bạn ạ. Vậy nên các bạn nhớ để lại dấu chấm, dấu phẩy giúp mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Tạm mọi người, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng NodoLive vào những buổi tối để có thể kéo danh kim năm. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua NodoLive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.